mỗi bự dạ em Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ là em bỏ hộp phải không? Đúng rồi, bỏ hộp. Vậy chị lấy tô này chị bán cho bé này đi. Em là cũng hảo cái món linh đó. Nó món mà ăn sống hả? À, ăn sống. Ăn sống hả? Dạ. Ăn sống cho được. Ủa mà cá chốt hả? Ăn cá linh hả? Ăn cá linh. Em là bái cá linh. Rồi chào chị nha. Hello, chào. Mời khách đến chợ em xíu mua mắm cho em. Dạ. Mời khách dùm mấy chị nha. Dạ, rồi. Em mắm dễ thương quá. Đây, hàng cá đốc nè. Dạ. Dạ. Đây, mắm Thái bao ngon luôn quý vị. Cá linh sạch. À, chậm quá ha. Hàng cá linh sạch chín, chợ sớm chiếu nha. Dạ, chợ sớm chiếu. Đây, dạ, hàng rồi. Chị đang đóng cho khách nè. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ giờ vắng quá à, chỉ là nhập tiều nè. Dạ giờ khách quê ăn thôi. Dạ. Rồi chào chị nha. Rồi dạ. Chị cảm ơn anh. Dạ. Em nắng gì không? Dạ thôi em mới ấy đây thôi. Dạ. Chào chị. Bình đâu em? À, dạ, Việt Nam Trích Phút TV. Chị gọi Bình Thanh TV cũng ra em. Bình Thanh TV. Dạ đúng rồi. Đi. Dạ. Nhớ đến mình. Biết đâu lại có người quen ở nước ngoài á, ta gặp là giờ ta rồi. Cũng nhớ lắm. Đúng rồi. Dạ. Này cũng nhờ khách Việt kiều bển về mua chứ còn bán lẻ thì cũng ít ít thôi. Dạ. Sạch mắm của chị quá. Thank you.
hay hay. Trời ơi, cái con này nặng lắm. 10.000 á, 2.500. Rồi bị kêu dữ vậy? Rồi bao lại vậy chị ơi?
phim. Hello, chào cô. Bắp thêm đủ 2 chai 15. Dịch gà đi con. Người ta 7 chục, dịch 7 chục nè con ơi. Bắp thêm 1 chai 15. Trời ơi, đi xem YouTube này không ạ? Dạ, qua YouTube. Oh my God.